Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lý giải vì sao quân đội chưa tăng tuổi hưu. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết đặc thù nhiệm vụ của công an khác với quân đội. Nếu trong quân đội cấp trên tăng tuổi nghỉ hưu thì ở dưới cũng phải tăng hết. Như vậy không đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Tại phiên thảo luận tổ về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân vào chiều 27 tháng 5, nhiều ý kiến đề nghị sửa đồng thời với các luật liên quan đến quân đội để đảm bảo thống nhất các quy định trong lực lượng vũ trang. Sửa luật để thu hút thanh niên có trình độ vào quân đội. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, mấy ngày nay, nhiều đại biểu có hỏi ông về việc quân đội có sửa luật không. Giải đáp cho câu hỏi này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho hay, mặc dù quân đội và công an đều là lực lượng vũ trang, nhưng không phải cái gì quân đội có, công an cũng có, hoặc cái gì công an có thì quân đội cũng có. Vì vậy, việc sửa luật cũng cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất, nhiệm vụ của từng lực lượng. Quân đội hiện nay phải chi phối từ ba luật: Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp và Công nhân viên Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, trong khi bên công an chỉ có Luật Công an Nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hiện nay bên quân đội đang tổng hợp ý kiến cử tri để trước mắt sửa luật nghĩa vụ quân sự. Hiện nay luật này có những bất cập, việc sửa luật cố gắng làm sao để thu gọn đối tượng tạm miễn, tạm hoãn nghĩa vụ một cách tương đối. Chúng tôi nhận rất nhiều ý kiến của cử tri làm sao để tạo công bằng xã hội nhưng rất khó. Các thanh niên của chúng ta đến tuổi nhập ngũ hiện một năm cả quân đội và công an lấy vào chỉ 3,4% số thanh niên đến tuổi nhập ngũ. Số lượng rất ít, Thượng tướng phân tích. Vì vậy, tới đây, sửa luật sẽ cố làm sao thu hút được những thanh niên có trình độ để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ mới này. Hai luật còn lại, nếu sửa thì phải đồng bộ và sẽ nghiên cứu sửa vào thời điểm phù hợp. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng thông tin thêm, hiện nay bên quân đội đang thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Còn bên công an đã ổn định tổ chức biên chế nên việc sửa luật vào thời điểm này là phù hợp. Trong quân đội, không bao giờ chỉ huy trưởng lên thứ trưởng ngay. Đi vào nội dung cụ thể sửa luật công an nhân dân, ông Cương cho rằng việc dự luật quy định tăng tuổi với công an là thực hiện theo Bộ luật Lao động có trình độ là đáp ứng được bởi đặc thù nhiệm vụ của công an khác với quân đội. Nếu chúng tôi mà tăng tuổi nghỉ hưu lên thì hiện nay chỉ có 11 chức danh cơ bản theo hình job. Ở trên tăng tuổi nghỉ hưu thì dưới cũng phải tăng hết. Như vậy không đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, Tổng tham mưu trưởng nói. Ông phân tích thêm thực tiễn những ai ở trong quân đội hoặc đến thăm các đơn vị của quân đội thì sẽ thấy điều này. Các cán bộ trung đội trưởng, cán bộ trung đội, cán bộ đại đội và cán bộ tiểu đoàn là những người quản lý trực tiếp bộ đội. Bộ đội làm gì thì cán bộ thực hiện việc đó từ khi báo thức đến tối đi ngủ. Và kể cả khi bộ đội đi ngủ thì cán bộ thức để viết bài phục vụ cho huấn luyện hôm sau. Họ giống như giáo viên, tối viết giáo án, ban ngày huấn luyện. Đặc biệt khi diễn tập là hành quân đi bộ hết, cho nên tăng tuổi hưu lên thì cán bộ không đủ sức bám theo bộ đội. Thượng tướng lý giải, vì vậy bên quân đội sẽ nghiên cứu từng bước để sửa luật phù hợp với đặc thù quân đội. Ngoài ra, ông cũng quan tâm đến quy định hàm thiếu tướng với giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 và là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông với số lượng không quá 11. Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, quy định này chỉ nên dừng lại ở các tỉnh thành loại 1, không nên quy định ở địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Các tiêu chí chi tiết này nên giao cho chính phủ quy định. Khi công an đưa ra một số tỉnh phong hàm cấp tướng, một số ý kiến băn khoăn tại sao quân đội không có. Nguyên tắc trong quân đội là cấp trên phải cao hơn cấp dưới. Nếu chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh là thiếu tướng, trong khi đó tham mưu trưởng quân khu là cấp trên mà chỉ hàm đại tá thì không được, Tổng tham mưu trưởng phân tích. Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, giám đốc công an tỉnh có thể lên thứ trưởng ngay, nhưng trong quân đội không bao giờ chỉ huy trưởng ở tỉnh lên thứ trưởng ngay, mà phải tuần tự qua các cấp lên phó tư lệnh quân khu đã là đột phá rồi. Sau đó mới lên tư lệnh quân khu, rồi mới lên thứ trưởng được. Với đặc thù ngành công an, giám đốc công an 11 tỉnh loại 1 có hàm tướng cũng là phù hợp, nhưng cần có tiêu chí cụ thể, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nói. Quý vị và các bạn, tại phiên họp thảo luận về chương trình giám sát của Quốc hội hôm nay 27 tháng 5, một số đại biểu Quốc hội đã đưa ra lý do tán thành việc đưa chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, đại biểu Lê Thanh Hoàn cho rằng, nội dung giám sát cần tập trung trả lời các vấn đề, nhà ở xã hội ai đang sinh sống, tổ chức nào cung cấp, việc trợ cấp, hỗ trợ thế nào, bởi thực tế có tình trạng nhà ở xã hội có địa điểm không có người tham gia, ở trong khi đó có nơi người tham gia lại quá đông. Cách xác định đối tượng mua nhà ở xã hội cũng còn gây nhiều dư luận khác nhau. 2024,
các kiến nghị. Theo ông Hoàn, chính sách nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, pháp luật hiện hành cũng quy định nhiều cơ chế, trong đó có chính sách về nhà ở xã hội. Theo đó, nhà nước ban hành cơ chế miễn giảm thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi, cơ chế tài chính khác để hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Hoàn nêu thực tế có tình trạng nhà ở xã hội có địa điểm không có người tham gia, trong khi đó có nơi số lượng người tham gia quá đông. Cách xác định đối tượng người mua nhà ở xã hội cũng còn nhiều dư luận khác nhau. Để phát triển nhà ở xã hội thực sự cần đạt yêu cầu mục đích xã hội, đại biểu Hoàn cho rằng cần định hình rõ cơ chế chính sách, hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế việc trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội. Luật nhà ở năm 2014 tiếp tục kế thừa chính sách về nhà ở xã hội, theo đó nhà nước sẽ ban hành cơ chế chính sách miễn giảm thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi, cơ chế tài chính khác và để hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì cũng còn nhiều khó khăn, chỗ ở cho người dân, đặc biệt là cho đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, thực tế thì còn khoảng cách rất xa so với mục tiêu và nhu cầu đề ra. Thực tế còn xảy ra tình trạng nhà ở xã hội có địa điểm thì không có người tham gia, trong khi đó thì có nơi số lượng người tham gia lại quá đông, cách xác định đối tượng người mua nhà ở xã hội cũng còn gây nhiều dư luận khác nhau. Để phát triển nhà ở xã hội thực sự đạt yêu cầu mục đích xã hội thì cũng cần phải định hình rõ hệ thống chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế tối đa việc trục lợi cái việc từ hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội. Do đó đề nghị phạm vi giám sát cần phải toàn diện, cần có sự đánh giá xuyên suốt quá trình phát triển nhà ở. Vì vậy đề nghị thời gian giám sát bắt đầu từ năm 2006, thời điểm có hiệu lực của luật nhà ở năm 2005 cho đến hết năm 2023. Để quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng tại chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, đó là tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, bổ sung cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội. Theo đó, đề nghị nội dung giám sát cần tập trung rõ và trả lời được các vấn đề sau. Cụ thể, ai đang sinh sống trong nhà ở xã hội? Tổ chức nào cung cấp nhà ở xã hội? Nhà ở xã hội được trợ cấp và hỗ trợ như thế nào? Thực trạng quản lý sử dụng nhà ở xã hội trong thời gian qua ra sao? Mục tiêu, ý nghĩa chính sách của nhà ở xã hội thông qua kết quả đạt được như thế nào? Cùng với đó cần làm rõ 3 nội dung về nhà ở xã hội, đó là môi trường, cơ sở vật chất của các khu nhà ở xã hội gồm các đặc điểm và điều kiện bên ngoài của khu nhà, cây xanh, mức độ ô nhiễm, tiêu chuẩn bảo trì. Tiếp đến là môi trường xã hội như bảo đảm an toàn, trật tự xã hội, trình độ, ý thức và lối sống của những người tại khu vực có nhà ở xã hội. Thứ ba là địa điểm và cơ sở vật chất công cộng như chợ, nhà hàng, khu vực thể thao, sân chơi, địa điểm văn hóa. Cuối cùng là địa điểm và kết nối giao thông với ý nghĩa là khả năng liên kết, tiếp cận khu nhà ở xã hội, từ nhà ở xã hội đến nơi làm việc của người dân cũng như đến các địa điểm khác trong cùng địa phương. Chung góc nhìn với đại biểu tỉnh Thanh Hóa, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Vĩnh Phúc đánh giá chuyên đề giám sát về nhà ở xã hội và thị trường bất động sản là hết sức quan trọng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Theo phân tích của ông Mạnh, thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn và đóng băng, cần có giải pháp tháo gỡ. Trong khi đó, việc phát triển nhà ở xã hội cũng đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi có nhiều cơ chế chính sách để tháo gỡ, nhất là vướng mắc về thể chế. Với chủ đề 4, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ 2015 đến hết 2023 và thời kỳ trước sau có liên quan là chuyên đề hết sức quan trọng và được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhất là thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn và đóng băng trong mấy năm vừa qua, cần phải có giải pháp để tháo gỡ. Bên cạnh đó, việc phát triển nhà ở xã hội hiện nay đang vướng mắc nhiều cơ chế chính sách cần phải được tháo gỡ, nhất là những vướng mắc về thể chế. Vì vậy, việc Quốc hội giám sát để tháo gỡ những nội dung trên cho lĩnh vực bất động sản và nhà ở xã hội là rất cần thiết.